Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài nha. Thì hiện tại bây giờ là 8 giờ hơn rồi cô chú anh chị và các bạn. Tại tang lễ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Thì không khí tại tang lễ của cố nghệ sĩ đêm nay, ngày 8 tháng 3 là đêm cuối cùng để đưa tiễn cố nghệ sĩ Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì không khí ở đây rất là đông, rất là tấp nập luôn. Người mến mộ đến đây viếng cố nghệ sĩ cũng rất là đông, không ngạc hầu như là công an và các bạn nhân quân phải dẹp đường. À, cô chú anh chị thấy không, ở phía trong rất là đông, đông rất là đông luôn, hầu như là phía trong là không đứng được luôn cô chú anh chị và các bạn. Đó, các bạn dân quân tự vệ phải dẹp đường, đứng bảo vệ đường và nhắc nhở mọi người trật tự, trong đó rất là đông. Hầu như là trong đó là đứng đâu là đứng đó, đó không có được đi đâu cả, nó không thể nhúc nhích được, kẹt cứng ngắc luôn. Mình phải đi ra ngoài để cho có không khí nó thoáng hơn. Đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được đánh giá là một đám tang lớn nhất nhì của trong các giới nghệ sĩ. Và đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một đám tang được rất là nhiều người mến mộ và đông đảo người hâm mộ đến. Theo như mấy ngày nay á, thì mọi người á, có hỏi thăm á, thì có rất là nhiều cô chú anh chị từ các tỉnh xa xôi như là Bình Dương, Tây Ninh, Bến Tre, thậm chí là Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang cũng lên đây luôn. Có những hôm qua thì có một sư cô ở Vĩnh Long đã đi lên để tụng kinh cầu siêu cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vì mến mộ nên nên sư cô đã đi lên và được xin để cầu siêu. Thật sự đó là một tấm lòng của người mến mộ rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng luôn. Rất là đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Cái đường like này á, hồi nãy là nó nằm tuốt ở phía trong á, là do những người mến mộ và muốn xem, muốn gặp mặt những ca sĩ, nghệ sĩ thì đã chen lắng quá nên không có đường đi. Cái đường like này đã được kéo năng ra gần tới đường Phan Đăng Lưu luôn rồi cô chú anh chị. Từ cái ngôi nhà số 5 của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ngôi nhà số 5 mà kéo cái đường like này ra tới ngoài đường Phan Đăng Lưu luôn. Rất là dài luôn. Mọi người mến mộ càng ngày càng đông, càng ngày càng đông cô chú anh chị và các bạn. Nghệ sĩ Lê Thủy mọi người ơi, Lê Thủy đúng không? Nghệ sĩ mà chưa biết mặt nghệ sĩ nào mọi người ơi. Nghệ sĩ đến viếng lễ tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chưa thấy mặt. Hiện tại bây giờ là cái đường like là đã kéo dài ra đường Phan Đăng Lưu luôn rồi. Các anh công an phường đang đốc thúc mọi người né tránh để cho xe có thể xe chạy và người đi. Đúng rồi. Đêm càng về khuya thì tang lễ càng nóng lên. Quá nóng, quá hot luôn. Sao người ta không cho đứng chỗ này là sao ta? Xe vô đó chị. Gặp bóng phim đó. Cho. Sư thầy cũng tới nữa nè. Sập. Rất là nóng luôn mọi người ơi. Bây giờ là cái đường lai ra tới ngoài đường luôn rồi. Mặc dù có đường lai nhưng mà vệ sĩ bảo vệ vẫn không cho mình tiếp xúc, không cho mình thấy được nghệ sĩ mọi người. Đây. Thầy vô để cầu siêu cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mọi người.
đây nhiều thầy chùa lắm đó. Dạ. Vũ Thanh. Chú Vũ Thanh mọi người ơi, chú Vũ Thanh đi đến giếng có nghệ sĩ Vũ Linh. Chú. Chào chú. Vũ Thanh mọi người ơi, Vũ Thanh nha, chú Vũ Thanh đi giếng. Rất là đông luôn mọi người ơi. Giờ này hơn 8 giờ hơn rồi. Nhưng mà hầu như đây như là một cái sân khấu. Đêm cuối cùng mọi người ơi. Đêm cuối cùng để đưa tiễn cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày mai là ngày 9 tây ha. Ngày 9 tháng 3 sẽ đưa linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Bình Dương, Hoa Viên Bình Dương để an táng. Quách Tuấn Du mọi người ơi, Quách Tuấn Du. Nghệ sĩ Quách Tuấn Du đến giết. Anh này anh nào đây? Không biết anh nào luôn, anh áo đen. Dạ là nhiều người chứ. Dạ chào sư cô. Sư thầy đi vô cầu siêu à. Không chụp hình lại. Ôm nghệ sĩ nào đâu mà quá trời ồn ào luôn mọi người ơi. Chết rồi. Hiểu hình đây, một lát nữa em up lên liền nha. Chị tên gì? Tên Tươi. Chị ở đâu nè? Ở gần đây là ở đâu? Cái bên đường Phan Đăng Lưu luôn à? À đó, đối diện siêu thị Nguyễn Kim. Rồi ai đây? À chào, dạ chào chú. Chào chú. Cái gì ta? Không đúng. Hả? Chú. Chào Thanh, chào Thanh mọi người ơi. Hiện tại thì tang lễ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là nóng lên. Hiện tại có rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến để chia buồn và đưa tiễn cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh một đêm cuối. Đêm cuối cùng của đêm nay là ngày 8 tháng 3 là đêm cuối cùng để ngày mai đưa tiễn cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Hoa Viên Bình Dương để an táng. Mong là cô chú anh chị chia sẻ rộng rãi video này để và mọi người cùng hộ niệm để giúp cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được an nghỉ, ra đi thanh thản. Xin chào, tạm biệt và hẹn cô chú anh chị mình ở những video mới nhất nha. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống.